rằng ở tháng 10 này thì chúng ta cũng đang gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Trung Quốc cũng là một bóng ở hạng A tại khu vực châu Á. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cặp đấu được diễn ra sau đó ngày cuối cùng, đó là ngày 17 tháng 10 sẽ diễn ra cặp đấu tại sân vận động của Seoul World Cup Hàn Quốc đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc. Đó và là tiếng gọi chính thức của đá cất lên, hiệp 1 đã được bắt đầu. Đây sẽ là 45 phút đầu tiên được diễn ra ở trong VOD tháng 10 năm 2023 này. Đội tuyển quốc gia Việt Nam họ đang ra sân trong một trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng, phun kê trắng, đối đầu với đội tuyển của chủ nhà Trung Quốc trong một sắc màu quen thuộc, áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Nhưng với sơ đồ này thì ông Jose đã nguy hiểm quá, rất nguy hiểm, nhưng đó là một thứ may mắn. Và Hoàng Đức đã cho Trung Quốc đã phải vẹo sườn rồi. Rất hay Tuấn Hải, rất đa dạng. Hay Tuấn Hải ơi, vẫn là Tuấn Hải, Tuấn Hải, Tuấn Hải đưa chuyền, không vào. Đó là pha ghi bóng và là cú đá ngay được tạo ra bởi phòng Tuấn Hải. Bóng ra lên dành cho Văn Toàn, đấy rồi, tốc độ Văn Toàn. Văn Toàn lốp bóng đi, trời ơi, coi không được. Đó là pha lốp bóng trượt của Văn Toàn. Hoàng Đức như là Quế Hoài cũng đã có mặt rồi, đánh đâu không được. Đội tấn công nhiều, hơi bực nha. Quý hợp. Vậy là mảnh lưới của chúng ta đã rung lên bởi một tình huống tấn công đơn giản của Trung Quốc. Một cú đá không mạnh, một cú đá không nguy hiểm, nhưng mảnh lưới của chúng ta đã rung lên ở phút thi đấu thứ 55. Quả đá tốt anh em ơi, quả đá tốt anh em nhớ. Đá vừa tốt vừa may mắn, lấy bóng dành cho Trung Quốc, nguy hiểm quá. Nhưng sau đó là một tình huống phá bóng hoàn toàn của Triệu Văn Đương. Chuyền của Triệu Văn Đương không được, bóng vẫn còn, cú đá ngay. Chưa hiểu lắm, cú đá vừa rồi được tạo ra bởi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Ngày hôm nay mà sân của Trung Quốc đang hơi ướt anh em ạ, có vẻ như gì đầu trận tưới nước hơi đậm, hơi quá đà. Ui đã bóng kìa, bảo sao Philippe Jose đã nói rằng chưa thấy một cầu thủ nào chuyên nghiệp như Tiến Linh này đã bóng nảy xa 3 mét như vậy cả. Vừa rồi là pha đá bóng của Tiến Linh, ui dồi ôi, bóng đậu này kìa. Thế thì thôi rồi, thế đã có những tình huống va chạm rồi anh em ơi. Ôi Việt vị rồi mà Thái ơi, đó là một tướng Việt vị. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Rõ ràng thì chúng ta đang bị có vấn đề ở trong khoảng thời gian nửa hiệp 2 này.